Tại vì con thích làm con trai. Thế nào Mai cũng bị ba quýnh cho coi. Con tóc mẹ quá à. Con xin lỗi mẹ. Tự nhiên cái tóc đang đẹp gì cái lấy kéo cắt. Con xin lỗi mẹ, con không có hành đâu. Chứ làm sao? Con, mẹ đừng có biết mà. Chứ sao gan lúc cắt sao không nghĩ vậy? Gan quá à. Thì cắt một chùm thôi đúng không? Trời ơi, cắt có một chùm mà ngày mai thấy cái cảnh. Đó, tự nhiên cái tóc đang vậy, cái tự nhiên cái nè, cái nè. Nè. Đừng mà mẹ con xin